Nó nặng quá không? Rồi có ai mà kinh nặng quá đó thì cần phụ đó thì không có người phụ nhé. Ai phụ à? Quay nhìn em. Quay ra đây lấy những cái tay. Anh tao mày đó. Vậy ha. Rồi có đây mà một phần đó. Một phần nữa nè. Một phần. Ông đưa cho em đưa cho đưa rồi. Rồi em này hai phần. Hai phần. Chúc sức khỏe mọi người nha. Đi thẳng đường này ra. Từ từ đi. Rồi, dùng cho anh bạn. Dạ. Rồi ra đi hai phần vô. Dạ. Rồi, cảm ơn chị ạ. Hai phần. Rồi, kiếm này 1 phần nè. Anh chụp cho em luôn nha. Cái này bóng chụp. Chụp luôn hả? Em này 1 phần. Em quay cho. Rồi, em quay. Rồi, con đây, em quay cho. Dạ, dạ. Ok, Út vô đi, Út vô đi. Cho Út vô, dạ. Rồi. Chúc sức khỏe mọi người nha. Dạ. Ở đây có ai làm bánh canh ngon không? Cầm được không chị? Cầm được không? Dạ. Có ai phụ chỉ không? Chị phụ chỉ giùm. Dạ. Dạ, chị lấy cho chị. Chị lấy ba gối luôn. Rồi, anh cần cầm phụ không? Cho anh cầm phụ, giờ có ai cầm phụ anh? Cho đưa dưới tay, anh cầm dưới tay. Rồi. Rồi bác một phần. Dạ. Dạ cho gạo. Rồi, chúc bác sức khỏe nha. Rồi, chúc vui vẻ nha. Rồi, chúc mạnh khỏe nha. Dạ, một cái dưới tay, đúng rồi. Rồi. Trên dưới. Đó, giờ có bài bản hết rồi. Dạ. Có chiêu hết rồi. 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 Một phần. Rồi.
cái kế trên cái dưới, dạ cái trên cái dưới. Có ai phụ cô nhờ? Có ai phụ chị này nghe thằng kia chị? Có ai phụ chú nha, phụ chú. Có ai phụ chú nè, phụ chú nè. Bây giờ đến nổi không? Dạ. Cái đó phải đến từ từ chứ vai phụ chỉ mới được. Để trên. Cho cô á hả? Cô không có phiếu hả? Ồ, ok. Cô này cần phiếu nha. Dạ. Để cho hết rồi cái cho người còn lại. Ok, cô chú chưa có phần. Ok, còn ai có phiếu nữa không? Mấy anh này chưa có nè. Dạ. Ai đến cho anh được? Vậy đưa phiếu này cho Nam nè. Anh Nam đưa cho anh Nam đi nè. Tôi có chưa? Chị chưa có. Cô chưa có. Cô này nè. Cô này nè. Cô này nè. Cô này có phiếu. Nhưng mà cô này chưa có phải không?
À, cho bán phần đi. Vui. Cho bán phần đi. Dạ không có chuyện không. Rồi, xong rồi ha. Chương trình rất là hoan hỷ. Rất là nhanh. Cảm ơn anh đại diện chính quyền. Rồi chúng ta chào tạm biệt. Tốt rồi.